rồi, xin chào các bạn đến với kênh của mình nha. Nay thì mình quay hai cái máy DC70 đang cắt lúa vụ hè thu nha các bạn. Đó, hai máy đang chạy chung luôn rồi các bạn. Ô, cây trước cây sau nhìn là rất là đã luôn nha. Rất đẹp luôn các bạn, hai cây chạy quá dữ luôn. Đây máy đã chuẩn bị qua cắt miếng mới rồi các bạn. Chạy hai bên nha các bạn, rẽ cái đường giữa ra ha. Chiếc máy kéo này đi 4 người các bạn, rất là khỏe luôn nha. Cái này đầu vụ các bạn ơi, vụ hè thu nha các bạn. Quá nhiều máy luôn.
chạy nghiêng nghiêng nha các bạn ơi. Đó, chạy cặp bờ các bạn. Tiếp tục mấy anh mới kéo bộ qua bờ ha. Chạy chung rất là nhanh luôn các bạn. Kia nhường qua bên này nè. Thank you.
chạy vô trong kia rồi các bạn ơi, không biết nghỉ là cắt nữa nè. Tiếp tục qua mấy cái bờ nữa các bạn. Này chắc chạy vô nghỉ quá các bạn.